Không cần nói thì các bạn cũng biết, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thời đại hội nhập chính là tiếng Anh. Có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi là các bạn không đi du học nước ngoài, không có ý định sống ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài, rồi ở Việt Nam thì các bạn cũng chỉ làm việc cùng với những người Việt Nam mà thôi, không cần phải tiếp xúc nhiều với người nước ngoài thì có cần phải học tiếng Anh hay không? Câu trả lời tất nhiên là có. Có thể là các bạn không cần phải học giỏi tiếng Anh đến độ là nói tiếng Anh như gió, gặp từ nào, thích từ nào là bắn ra từ đó. Thế nhưng mà các bạn cũng cần phải đủ để hiểu, để biết, để giao tiếp thông thường. Một phần lớn Trang khuyên các bạn điều đó là bởi vì kho tàng kiến thức của thế giới này thì quá rộng lớn, trong khi đó số lượng được dịch ra bằng tiếng Việt thì lại quá nhỏ bé. Thế cho nên trong video ngày hôm nay, Trang sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm học tiếng Anh của Trang. Xin được nhấn mạnh lại, đây là kinh nghiệm học tiếng Anh của Trang và Trang cảm thấy nó hữu ích cho mình. Còn ở ngoài kia chắc chắn có rất nhiều những phương pháp, những cách học khác mà các bạn có thể tìm thấy phù hợp cho các bạn. Nào, hãy cùng đến với những kinh nghiệm mà Trang đã học hỏi được cho bản thân mình trong việc học tiếng Anh ngay bây giờ nhé. Nói đến việc học tiếng Anh thì chắc chắn rất nhiều người sẽ nói đến việc học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đúng không nào? Nhưng với Trang thì Trang sẽ khuyên các bạn bắt đầu từ học từ vựng và học ngữ pháp. Bởi vì khi có từ vựng và ngữ pháp tốt thì cả 4 kỹ năng kia cũng sẽ được nâng cao hơn. Và việc học tiếng Anh nó cũng sẽ bắt đầu cảm thấy dễ dàng hơn, dễ chịu hơn. Vậy thì đầu tiên Trang sẽ khuyên các bạn là hãy tìm đến nguồn Oxford 3000 và Oxford 5000 để học từ vựng. Oxford 3000 chính là nhóm từ vựng 3000 từ được tổng hợp và thống kê bởi Oxford, trong đó có 3000 từ vựng được sử dụng phổ biến nhất, thông dụng nhất trong tiếng Anh. Còn có lẽ không cần phải nói nữa, Oxford 5000 cũng tương tự như vậy. Và Oxford thì các bạn không còn xa lạ gì nữa rồi, có cả cuốn từ điển Oxford rất là phổ biến, rất nhiều người thường hay tìm đọc. Thế cho nên khi học nguồn từ vựng này các bạn có thể cảm thấy khá là yên tâm. Tuy nhiên các bạn không cần phải quá lo lắng, bởi vì điều đó không có nghĩa là các bạn sẽ phải học tổng cộng là 8000 từ vựng đâu. Nhóm Oxford 5000 thì đã bao gồm Oxford 3000 ở trong đó rồi. Có nghĩa là sau khi học 3000 từ vựng đầu tiên, các bạn chỉ còn 2000 từ vựng để học mà thôi. Và trong nhóm 3000 từ đó thì cũng có những từ rất là đơn giản như là about, above, table, queen. Thế cho nên thử thách thực sự sẽ nằm ở nhóm 2000 từ vựng cuối cùng. Và để học được 2000 từ vựng này, các bạn sẽ cần đầu tư nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn. Nhưng chắc chắn là khi các bạn học được 2000 từ này rồi thì trình độ tiếng Anh của các bạn cũng sẽ nâng lên được một tầm cao mới. Có một website mà Trang thường hay dùng để học từ vựng, đó là Quizlet.com. Thực ra Trang cũng không biết nó đọc là Quizlet hay là Quizlet nữa. Trang thì cứ hay gọi nó là Quizlet. Trên cái website này thì người ta sẽ cho các bạn công cụ để có thể tạo flashcards này, rồi học cái đống flashcards đó, rồi tự kiểm tra bản thân mình, rồi có cả game để cho các bạn chơi để nhớ từ vựng, mà game rất là hay luôn nữa. Cho nên là khi mà học ở trên trang web này thì Trang cảm thấy rất là thoải mái, học được nhiều từ vựng và mình enjoy quá trình học, mình thích lên cái web đó để mình học hơn. Các bạn có thể tìm những công cụ tương tự như thế, mà Trang khuyên là các bạn nên sử dụng app ở trên điện thoại hoặc là sử dụng cái website tương tự và bỏ qua cái quá trình là viết trên những cái tờ giấy rồi cứ cầm từng tập giấy một lật dở để học đi. Công nghệ đã hiện đại hơn rất nhiều rồi và các bạn cũng hãy bảo vệ môi trường bằng cách là chuyển sang sử dụng công nghệ. Và điều quan trọng nữa trong quá trình học từ vựng đó là các bạn phải liên tục ôn lại từ vựng đó bằng phương pháp spaced repetition. Điều này đồng nghĩa với việc là các bạn không được phép chỉ học nó rất nhiều trong một ngày rồi sau đó bỏ mặc và nghĩ rằng là mình nghiễm nhiên sẽ nhớ được đống từ vựng đó. Không bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra. Herman Ebbinghaus đã nghiên cứu về vấn đề này và chỉ ra rằng là chỉ sau có một ngày thôi thì số lượng từ các bạn đã học chỉ còn nhớ lại được là có chưa đến 30%. Trong khi đó, sau khi mà 31 ngày trôi qua thì tất cả những gì các bạn còn giữ lại được trong đầu là chỉ khoảng hơn 20% thôi. Hơn 20% này sẽ đi với các bạn trong một khoảng thời gian dài, sau thì các bạn mới quên. Tuy nhiên 80% còn lại thì nó đã bay biến hết rồi. Có một phương pháp để giúp cho các bạn có thể nhớ được từ vựng lâu hơn trong một khoảng thời gian dài hơn, đó là spaced repetition. Có nghĩa là các bạn phải luôn luôn ôn lại từ vựng của mình. Ngày nào các bạn cũng học bằng cách là ôn gối đầu những từ mình đã học ngày hôm qua, cộng thêm một
khoảng từ mới mà ngày hôm nay các bạn sẽ học. Cứ ngày nào các bạn cũng lặp đi lặp lại quá trình tương tự như vậy thì sau khoảng một thời gian dài, những từ mà các bạn nhớ được nó sẽ in sâu trong tâm trí của các bạn, và chỉ cần khoảng 1 tháng sau, 2 tháng sau các bạn ôn lại một lần thôi, số lượng kiến thức, từ vựng các bạn nhớ được cũng sẽ rất lâu và đồng hành song hành cùng với các bạn trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, nên không cần phải lo lắng. Các bạn có biết rằng ngữ pháp tiếng Anh thì luôn luôn được cập nhật và update qua mỗi năm để có thể phù hợp với bối cảnh của xã hội, theo từng thời kỳ, theo từng xu hướng, theo từng quan điểm của xã hội đó hay không? Trang lấy ví dụ nhé, các bạn có biết rằng it's me thực ra không phải đúng, mà ngữ pháp đúng phải là it's I hay không? Hay là các bạn có biết rằng bây giờ người ta đã không còn ưa chuộng sử dụng từ fireman nữa, mà người ta phải sử dụng từ firefighter dành cho những người lính cứu hỏa, với mục đích là nhằm xóa bỏ đi phân biệt về giới tính và ủng hộ cho bình đẳng giới. Những người phụ nữ hoàn toàn cũng có thể làm được những công việc như là lính cứu hỏa chứ không chỉ là fireman hay không. Những thứ như vậy nó luôn luôn được cập nhật theo thời gian, và để có thể tìm hiểu được những thứ đó thì chúng ta cũng cần quá trình phải nghiên cứu, phải cần học hỏi, nhưng nó cũng là những thứ rất là thú vị. Và càng tìm hiểu về một ngôn ngữ mới thì mình cũng càng hiểu được nguồn gốc văn hóa, tại sao ngôn ngữ đó được hình thành và được sử dụng rộng rãi, được yêu quý bởi nhiều người đến như thế. Có hai cuốn sách về ngữ pháp tiếng Anh mà Trang nghĩ các bạn nếu như là những người bắt đầu có thể tìm đọc, bởi vì nó rất là đơn giản và dễ hiểu, là cuốn English Grammar in Use và cuốn The Blue Book of Grammar and Punctuation. Đây là những cuốn sách được bày bán trên rất nhiều các tiệm sách ở Việt Nam. Nếu như các bạn muốn thì Trang khuyên các bạn hãy tìm những cuốn sách bằng tiếng Anh bản gốc để học nó thì sẽ tốt hơn là dịch sang tiếng Việt. Ngữ pháp tiếng Anh trong những cuốn này nó cũng rất là dễ hiểu, các bạn đừng lo. Ngay sau khi mà các bạn đã có nền tảng về từ vựng và ngữ pháp rồi thì Trang khuyên là các bạn hãy bắt đầu nghe càng sớm càng tốt và càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều các nguồn miễn phí để chúng ta có thể học nghe, đó là YouTube. YouTube thì Trang thường hay nghe ở những nguồn như là TED Talks này hoặc là English Speeches. Bên cạnh đó thì còn có những cái nguồn khá là đơn giản dành tới cho các bạn nếu như là những người bắt đầu, là VOA Learning English. Trên đó thì họ sẽ đọc lại những bản tin hoặc là có những câu chuyện giống như là chuyện đêm khuya mà đọc với tốc độ rất là chậm, phát âm rất rõ ràng để cho các bạn nghe được. Với Trang thì Trang còn subscribe thêm cả Netflix nữa, bởi vì Trang thích xem phim tài liệu cho nên là Trang sẽ thường hay tìm các phim tài liệu ở trên Netflix để xem từng cái series. Như vậy thì mình vừa xem được cái mình thích, mình lại vừa nghe được, mà mình vừa học được thêm từ vựng và học cách phát âm của họ nữa. Còn một nguồn nữa cũng không miễn phí nhưng mà Trang rất khuyên các bạn nếu như có cơ hội thì hãy đầu tư, đó là audiobooks. Trang thì nghe rất nhiều sách khi mà lái xe, và Trang thì có mua Audible của Amazon. Trên này thì có rất nhiều cuốn sách, các bạn có thể điều chỉnh về tốc độ các bạn nghe này. Đây là library của Trang này, có rất nhiều các cuốn sách. Một trong những cái giọng nói rất hay mà Trang rất thích đó là Benedict Cumberbatch, diễn viên chính của Sherlock và của Doctor Strange. Đó, download những cuốn sách này về và trên đường vừa đi vừa nghe. Chính nhờ điều đó mà Trang đọc sách rất là nhanh, có khi chỉ mất có một ngày, hoặc là thông thường là khoảng 2 đến 3 ngày là Trang đọc xong một quyển sách rồi. Đã nghe rồi thì việc học nói rất là đơn giản, và Trang khuyên là các bạn hãy học nói ngay lập tức khi mà chúng ta nghe. Cách thức mà Trang thường hay dùng có tên gọi là shadowing. Và để có thể thực hiện được phương pháp này thì tất cả những gì các bạn cần là một cái tai nghe cùng với một cái điện thoại hoặc một cái máy tính hoặc một cái gì đó giúp cho các bạn có thể nghe được. Phương pháp này đơn giản là các bạn hãy nhại lại theo tất cả những gì mà các bạn nghe được, theo đúng cái biểu cảm của người nói, đúng những từ mà họ nói ra, và thậm chí là đúng những cái ngữ điệu nhấn nhá của họ trong khi mà họ nói. Bây giờ Trang sẽ thử nhá. Bật một cái video ở trên YouTube, Trang thì thường hay nghe ở trên TED Talks, và diễn giả cứ nói gì thì các bạn nói theo y như thế, không cần phải thắc mắc nhiều. Rồi bắt đầu nha. Tennessee Williams once told us, there comes a time when you look into the mirror, and you realize that what you see is all you'll ever be, or you kill yourself, or you stop looking in mirrors. Đấy, đơn giản cách thức là như thế, và các bạn nhất thiết là phải đeo tai nghe để mình không bị sao nhãng bởi chính giọng nói mà mình nói ra.
Không quan trọng là các bạn nói hay hay nói dở, nói đúng hay nói sai. Ban đầu các bạn chắc chắn sẽ có những lỗi sai nhưng đừng tập trung vào nó. Hãy cứ tập trung vào giọng nói của diễn giả ở trong tai các bạn và nói theo những gì mà họ nói, feel theo những gì mà họ feel. Cảm xúc như thế nào thì cũng hãy biểu cảm giống như là họ như thế. Và mỗi ngày thì các bạn hãy dành tối thiểu là 10 phút để làm việc này. Hãy chọn những video mà các bạn thích từ những diễn giả người bản xứ mà các bạn thích, các bạn muốn có giọng nói giống như họ và học theo họ để có được phong thái cũng giống như họ. Tiếp theo, để có thể cải thiện được việc đọc thì nhất thiết là các bạn cần phải cải thiện từ vựng, bởi vì đọc mà không hiểu thì chả có cách nào mà đọc được hết. Và để có thể hiểu được, cảm thấy dễ dàng hơn thì cha khuyên các bạn bắt đầu với những cuốn sách đơn giản thôi, mỏng thôi, đừng chọn những cuốn sách dày làm gì cả. Điều quan trọng nhất với những người mới học là phải có cảm hứng khi mà học cái mà mình thích. Đồng thời thì Trang cũng khuyên các bạn là khi vừa đọc thì cũng nên vừa nghe audiobook của chính cuốn sách đó nữa. Trang cũng đã nói về phương pháp này khi mà Trang làm video làm thế nào để có thể đọc sách tiếng Anh hiệu quả hơn năm ngoái. Trang sẽ để link lại ở phía bên dưới để cho các bạn tìm hiểu và xem lại nhé. Còn nếu như chưa biết đọc những cuốn sách nào thì hãy subscribe và follow kênh YouTube của Trang, bởi vì thỉnh thoảng Trang sẽ review những cuốn sách rất hay và nếu như có cơ hội thì Trang cũng giveaway những cuốn sách đó dành tặng cho các bạn nữa đấy. Và cuối cùng là kỹ năng viết. Viết là một kỹ năng đòi hỏi một quá trình đầu tư, kiên nhẫn, nghiên cứu miệt mài trong một khoảng thời gian rất là dài. Và để học viết thì một yếu tố cực kỳ quan trọng là các bạn phải nắm rất vững ngữ pháp. Các bạn phải tự tin rằng tất cả những thứ các bạn viết ra đều chính xác và chuẩn ngữ pháp. Chuẩn ngữ pháp ở đây không chỉ có nghĩa là các bạn đặt từ này trước, từ này sau, vị trí của mỗi từ ở đâu, mà còn là từng dấu chấm, dấu phẩy, cách viết số như thế nào, rồi cách viết làm sao để cho thoát ý, thoát tứ. Rất là may mắn bởi vì Trang là một giáo viên dạy writing cho nên là Trang khá tự tin với những gì mà Trang viết ra, và qua quá trình mà học viết thì mình cũng đã nâng cao được ngữ pháp hơn rất là nhiều. Ở bên cạnh đó thì khi mà luyện viết, các bạn phải có một quá trình cực kỳ đầu tư và thực sự nghiêm túc với nó. Tức là các bạn cần phải dành khoảng thời gian ít nhất là 30 phút mỗi ngày để viết. Còn nếu như các bạn không có mục đích, không có nhu cầu phải viết để đi du học hoặc là để làm việc của mình thì Trang khuyên là các bạn nên tập trung vào 3 kỹ năng còn lại. Bởi vì khi 3 kỹ năng còn lại tốt lên thì việc viết của các bạn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và cuối cùng thì Trang muốn chia sẻ rằng nếu như các bạn muốn trở thành một người giỏi tiếng Anh thật sự thì sẽ không bao giờ có tips and tricks gì hết, mà nó luôn luôn là kết quả của sự nỗ lực miệt mài, kiên trì, chăm chỉ, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Và để có thể làm được tất cả những việc đó, kiên trì trong một khoảng thời gian dài như vậy thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi, đó là các bạn phải yêu cái việc mà các bạn làm. Các bạn phải cảm thấy thích thú với nó, muốn học nó thì các bạn mới có thể làm việc đó lâu dài như thế. Còn nếu như các bạn chỉ tập trung vào kết quả, chỉ mong muốn là làm thế nào để cải thiện điểm tiếng Anh trong 1 tháng, 2 tháng thì có thể một vài tips and tricks sẽ work với bạn, sẽ giúp cho các bạn làm được việc đó. Nhưng về lâu về dài chắc chắn nó không có ý nghĩa gì trong quá trình học hỏi của bạn cả. Và đó là những chia sẻ của Trang trong việc học tiếng Anh, trong quá trình mà Trang đã cải thiện bản thân mình trong 1 đến 2 năm vừa qua với việc học rất nhiều từ vựng, ngữ pháp, nghe nói, đọc, viết, những kỹ năng của mình đã tốt hơn rất là nhiều. Trang hy vọng rằng các bạn cũng sẽ học hỏi được một chút gì đó qua video ngày hôm nay. Và một lần nữa cũng xin nhấn mạnh lại nhé, có rất nhiều các phương pháp học tiếng Anh ở ngoài kia. Đừng chỉ phụ thuộc vào 1-2 phương pháp và thấy nó không phù hợp với mình thì các bạn bỏ ngay. Hãy cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm nhiều phương pháp khác nhau, chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được phương pháp phù hợp với bạn để có thể nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Còn bây giờ thì Trang chúc các bạn có một tuần mới thật là nhiều niềm vui. Hãy tìm ra được những điều mà các bạn thích ở trong tuần này và Trang sẽ hẹn gặp lại bạn vào 8 giờ tối thứ 2 tuần sau với những kỹ năng tiếp theo hoặc những chủ đề tiếp theo nhé. Xin chào!